Hi, chào cả nhà, mình là Tiến sư Thầy. Ở phía bên tay trái của mình là sự xuất hiện của hai bô mạch chú đến từ thương hiệu Adrock. Trong đó là một bô mạch chú là AB350MHDV và bô mạch chú còn lại là Z270X4. Tại sao mình lại đem hai bô mạch chú này trong cái clip ngày hôm nay? Thì Z270X4 là một bô mạch chú mà hơn 3 năm trước mình sử dụng với mức giá khoảng 4,6 triệu khi ra mắt để chạy với các vi xử lý như Intel i7-7700K. Thì i7-7700K thời điểm ra mắt thì có mức giá khoảng 9,5 triệu, tức là một bô mạch chú như Z270X4 với lại vi xử lý i7-7700K rơi vào khoảng hơn 13 triệu. Và trong khi đấy thì bô mạch chú AB350MHDV là một bô mạch chú được giới thiệu vào khoảng tháng 4 năm 2017, khi mà AMD giới thiệu Ryzen 1. Bô mạch chú này tính đến thời điểm hiện tại vẫn được bán trên thị trường với mức giá là 1,2 triệu, một mức giá khá là hời. Tại sao mình lại đưa hai bô mạch chú này lên bàn cân với nhau? Đó là sự xuất hiện của các cái vi xử lý tạo nên tiếng vang ở phân khúc phổ thông đến từ AMD. Đó chính là gì? Là Ryzen 3001, Ryzen 3300X. Ryzen 3001 có mức giá trên thị trường là 2,490,000. Trong khi đấy là Ryzen 3 3300X có mức giá là 3,190,000. Đồng thời còn có một sự xuất hiện của một vi xử lý phân cấp cao hơn một chút, đó là Ryzen 5 3005. Tại sao các vi xử lý này tạo nên tiếng vang? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phía sau câu chuyện. Và trên tay mình là vi xử lý Ryzen 3 3300X. Đây là vi xử lý cho tính thời điểm hiện tại là cực kỳ hot trên thế giới luôn nhé. Ở Việt Nam cũng nhiều người không có hàng này. Và ở Amazon thì lúc nào cũng out of stock, hết hàng, tình trạng cháy hàng. Và lý do vì sao mà Ryzen 3300X hay Ryzen 3001 và thậm chí là Ryzen 3005 lại tạo nên cơn sốt, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào đặc tả kỹ thuật của từng vi xử lý này. Đó chính là Ryzen 3001 thì có mức xung nhịp cơ bản là 3.6 và mức xung nhịp boost là 3.9, L3 cách cũng là 16 MB. Ryzen 3300X thì lại hơi khác một chút về mức xung nhịp cơ bản, là mức xung nhịp cơ bản là 3.8 và mức xung nhịp boost là 4.3 GHz. Cuối cùng là Ryzen 5 3500 là sẽ có mức xung nhịp cơ bản là 3.6 và mức xung nhịp boost là 4.1 GHz. Ryzen 3001 và Ryzen 3300X nó có cùng mức nhân và luồng như nhau là 4 × 8 luồng, trong khi đó là Ryzen 5 3005 sẽ có số nhân là 6 nhân và 6 luồng. Cấu trúc bên trong các vi xử lý AMD Gen 2 thì sẽ có hai loại die, một là CCD. CCD sẽ sử dụng tiến trình 7 nanomet đến từ TSMC và CCD chứa các cái nhân thực. Còn trong khi đấy thì cái loại die còn lại là CIOD và sử dụng tiến trình 12 nanomet đến từ GF, chứa các cái nhân IO. Trong mỗi CCD thì chứa các cái cụm nhân gọi là CCX, và mỗi CCX này có thể là chứa đến 4 × 8 luồng khác nhau. Việc thiết kế các cái cụm CCX bên trong CCD nó sẽ quyết định đến hiệu năng của các cái vi xử lý khác nhau như thế nào. Thì cụ thể hơn ở đây thì Ryzen 3001 có 2 CCX, mỗi CCX có 2 × 4 luồng xử lý. Đáng lẽ ra thì CCX sẽ bị khóa lại ở bên trong vi xử lý Ryzen 3001 này. Tuy nhiên AMD đã chọn cách là vô hiệu hóa 2 nhân trên mỗi CCD này, và đồng thời thì cắt nửa L3 cách bên trong mỗi CCD từ 16 MB xuống còn 8 MB. Và như vậy thì 3001 sẽ có kết cấu là 2 cộng 2 CCX và có 8 cộng 8 MB cách. Trong khi đấy thì 3300X thì lại thiết kế khác hoàn toàn, khi mà 3300X cũng có 2 CCX nhưng mà một cái cụm CCX nó bị vô hiệu hóa hoàn toàn, và cái cụm CCD còn lại sẽ có đủ 4 × 8 luồng xử lý và 16 MB bộ nhớ L3 cách. Điều này khiến cho hiệu năng giữa Ryzen 3001 và 3300X khác nhau hoàn toàn, bởi vì độ trễ bên trong vi xử lý Ryzen 3001 sẽ tăng cao, làm giảm hiệu năng trong một số tác vụ nhất định. Trong khi đấy, Ryzen 3300X không hề bị giảm độ trễ. Câu chuyện ấy cũng diễn ra tương tự với lại 3005. Và đó là lý do vì sao chúng ta thấy 3005 là có 6 nhân 6 luồng bởi AMD đã
cắt bớt đi. Để đánh giá nhanh các cái vi xử lý 3001, 3300X và 3005, mình đã sử dụng một cấu hình ở tầm trung, bao gồm một bộ mạch chủ B450, một card đồ họa RTX 2060 và bộ nhớ RAM 32GB chia đều cho hai thanh với mức xung nhịp là 3200. Thì các cái phần mềm mình đánh giá đi kèm như sau là Win 10-1903, các cái phần mềm benchmark như Cinebench R15, R20, rồi các cái phần mềm như Corona benchmark, HWBOT và một số tựa game benchmark như là Haven benchmark, Haven Volley. Sau khi tiến hành benchmark các phần mềm này, mình sẽ tiến hành ép xung các vi xử lý để đưa ra các cái nhận định về các cái vi xử lý này. Trong quá trình benchmark thì các cái vi xử lý này đạt được nhiệt độ khá là thấp cũng như là hiệu năng đạt được khá là ổn định. Thì mọi người có thể nhìn xem các cái biểu đồ trên màn hình để biết được cái hiệu năng của các cái vi xử lý được đánh giá trong ngày hôm nay. Và thông qua đó thì mọi người đều có một cái nhìn trực quan hơn. Vì do là các cái phần mềm mình đánh giá nhanh cho nên là sẽ không thể đánh giá hết được 100% hiệu năng của vi xử lý này. Tuy nhiên thì thông qua các cái benchmark thực tế cũng như các cái trong quá trình sử dụng thì mình thấy rằng là hiệu năng của Ryzen 3001, 3300X và 3005 không quá nhiều khác biệt trong các cái tựa game cũng như trong các cái ứng dụng ở độ phân giải Full HD. Tiếp tới thì là mình kiểm tra nhanh khả năng ép xung của các vi xử lý này. Thì với vi xử lý Ryzen 3001 thì khả năng ép xung của vi xử lý này rất là cao. Mình áp dụng nhanh mức VCO là 1.3 cho vi xử lý Ryzen 3001 thì nó có thể stable chạy R20 ở mức xung nhịp 4.4, trong khi đấy là Ryzen 3300X thì có mức xung nhịp tương ứng với lại mức xung nhịp mà khi chạy tính năng auto PO, tức là ở mức xung nhịp 4.3 GHz và mức volt là khoảng 1.3 GHz. Và Ryzen 5 3005 cũng khá dễ dàng để ép xung với một bộ mạch chủ tầm trung như là B450M Tut Gaming. Thì mọi người đều nhìn thấy là trên ứng dụng R20, hiệu năng của các vi xử lý này sau khi ép xung rất là cao và độ ổn định cũng rất là tốt, bởi vì cái cấu hình mà mình sử dụng chỉ là một tán stock đi kèm từ AMD. Vừa rồi các bạn đã xem đánh giá nhanh về hiệu năng của các vi xử lý Ryzen 3001, 3300X và 3005 cũng như khả năng ép xung của các vi xử lý này. Thì điểm qua một chút thì 3 năm trước mình sử dụng cái bộ mạch chủ Z270X4 và vi xử lý Intel 7700K với mức giá là hơn 13 triệu. Tuy nhiên 3 năm sau thì mới cùng mức hiệu năng, mình chỉ việc mua một cái bộ mạch chủ kiểu như là AB350M HDV chạy với vi xử lý là 3300X thì mức hiệu năng tương đồng với nhau, trong khi là số tiền bỏ ra của mình chỉ là gì, là khoảng hơn 4 triệu, nếu mà tính là vi xử lý là 3.2 triệu và bộ mạch chủ là 1.2 triệu thì là chỉ khoảng 4.4 triệu mà hiệu năng mình đạt được khá là cao. Với những cái bộ mạch chủ mà hỗ trợ ép xung thì các bạn có thể gia tăng mức xung nhịp thêm khoảng 5-10% và hiệu năng cũng tăng tương ứng. Và mình nghĩ rằng với những gì mà AMD đang làm ở hiện tại thì đây là một cái món hời cho người dùng. Có cạnh tranh mới có phát triển. Tại sao chúng ta lại phải bỏ ra một giá tiền gấp đôi chỉ để lấy một cái hiệu năng bằng? Câu trả lời là từ phía các bạn. Và ngày hôm nay thì AMD đã đưa ra cho chúng ta một cái lựa chọn rất là tốt. Các bạn có thể sử dụng Ryzen 3001, 3300X và 3005 với bất kỳ bộ mạch chủ nào với mức giá rất là thấp, từ 1.2 triệu trở lên. Để mà ép xung thì các bạn có thể sử dụng các bộ mạch chủ sử dụng chipset từ AB350MHDV hoặc là chipset B350 trở lên. Còn nếu mà các bạn muốn ăn chắc mặc bền, sử dụng một bộ mạch chủ A320 không có tính năng ép xung CPU và chỉ chạy default thì các bạn sẽ có một cái món hời rất là cao. Và câu chuyện của mình đưa ra đến đây là kết thúc. Mọi người có thể là subscribe, có thể like, share hoặc là có thể bàn luận và tranh luận cũng như đưa ra các ý kiến ở bên dưới của mình. Một lần nữa trong quá trình đánh giá nếu có thiếu sót gì, rất mong được mọi người góp ý, ghi nhận và chúng ta sẽ cùng thảo luận trong các clip tiếp theo. Đồng thời thì mình cũng có một thêm một chút gợi mở, đó là mình sẽ tiến hành sử dụng ép xung bằng nitơ nóng với vi xử lý Ryzen 3001 trên bộ mạch chủ X570
để mình xem cái mức hiệu năng tối đa đạt được trên nitơ nóng với các cái biot gel đến từ các bô mạch chú là hiệu năng sẽ như thế nào. Và hy vọng là được mọi người ủng hộ với cái clip tiếp theo. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.